Chào các bạn nha, thì hôm nay mình sẽ test cái kết nối cái sọc vô của Easy Easy sọc vô đây. Mình đây mình có hai bộ, mình đang thử test một bộ. Chúng ta sẽ kết nối qua cái cổng RS485. Cái con mình đang test đây là cái con mà nó chỉ sử dụng là truyền thông các bạn nhé, không có chân để xuất xung vào đây đâu. Chúng ta sẽ chạy qua RS485 và đây mình sử dụng một cái cổng USB để chuyển đổi từ cái tín hiệu RS485 sang cổng USB. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ thử kết nối với lại cái driver và mình sẽ điều khiển chạy tiến lùi, chạy jog ạ, chạy vị trí và chạy theo cái tính năng của cái con sọc vô này. Con này nó rất là hay nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Và thì bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm lên để mình test nhé. Thì trước tiên là cái cổng USB ấy, mình có cắm vào rồi. Bây giờ mình xem là nó là cổng bao nhiêu ở trên cái máy tính của mình nó đang nhận nhé. Thì các bạn sẽ có cái phần port com, ở đây mình sử dụng là com 3. Cái phần mềm chúng ta sẽ sử dụng là Easy Motion Plus. Cái dòng của mình là dòng Easy Plus R. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm này của nó. Ở đây thì chúng ta sẽ có port là COM 3 và cái tốc độ baud rate, cái tốc độ này thì các bạn sẽ nhìn ở trên cài đặt ở trên cái driver nhé, nó có bốn cái switch ấy, các bạn sẽ gạt. Tốc độ mình đang để là 9600 thì mình sẽ ấn connect. Và các bạn đợi một chút thì những cái tham số này đây, hiển thị lên đây rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng là chạy tiến lùi của con sọc vô nhé. Đấy, thì để chạy jog thì các bạn có thể kích trực tiếp vào đây, đúp vào đây. Rồi, cái bảng này nó hiển thị lên cho bạn. Bây giờ mình sẽ chạy jog này, jog move. Thì các bạn để max speed, ví dụ như là đây là mình để 100.000 xung trên một giây. Thời gian tăng giảm tốc là 100 ms. Bây giờ mình sẽ ấn vào jog cộng, sẽ chạy tiến này. Đấy. Các bạn nghe cái sọc vô nó kêu. Cái dòng này nghe nó kêu rất là đã luôn. Rồi, bây giờ chúng ta có thể clear cái số vị trí này đi. Chúng ta sẽ thử chạy chạy ở đây, chạy theo vị trí. Ví dụ mình để chạy đến vị trí là 1 triệu xung với cái tốc độ là khoảng 200.000 xung trên một giây. Và thời gian tăng tốc là 100 ms giây. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ABS move. Đấy, bao giờ nó chạy đủ 1 triệu thì nó sẽ dừng. Đấy, mình sẽ quay lại vị trí không bằng cái Dead move. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy theo cái tính năng, một cái tính năng rất là hay của cái dòng server này, nó có cái position table, tức là nó sẽ chạy theo một cái bảng thông số mà chúng ta đã định hình sẵn ở đây. Đấy, ví dụ như mình sẽ chạy theo cái bảng này chẳng hạn, chạy đầu tiên nó chạy đến vị trí là 15.000 xung với tốc độ đây. Low speed, high speed, sau đó nó trễ bao nhiêu giây, sau đó thì nó chạy đến cái dòng lệnh số 2. Được rồi, các bạn kích cái dòng số 0 nhé, các bạn ấn run này. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, đi rồi, vừa rồi là bởi vì là tại sao nó chạy cái lệnh đầu tiên lâu như thế, bởi vì là vừa đấy chúng ta chạy đến cái chạy jog đến cái vị trí mà nó xa cái vị trí 15.000 này quá, nó chạy nó sẽ mất thời gian đúng không? Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng này nó sẽ đổi này. Chưa? Đấy. Ok, đây là cái phần mềm để các bạn có thể là thử chạy test cái driver của mình xem nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Thì trên đây là cái video mình test cái driver của mình. Chào các bạn.